siêu tốc Silver Crest. Công suất bạn rất là khỏe nhá. Tận 3600W, 2600-3100W, rất là nhanh luôn, đun cực kỳ nhanh ạ. Bên trong là inox. Bên trong inox ạ. Màu đỏ cực xinh luôn ạ. Bạn này là hộp đẹp. Anh chị nào muốn mua làm quà tặng này, quà biếu này, quà tân gia này đều rất là thích hợp. Bạn còn rẻ nữa. Kiểu dáng rất là đẹp. Ở đây mình còn rót vào phần lưới lọc để xoay 360 độ. Xinh cực kỳ luôn ạ. Và giá thì rất là tốt.